Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay cứ mỗi năm vào tháng 7, tháng 8 là rất có nhiều táo hồi con ở đâu nó bơi về suối rất là nhiều. Hôm nay tôi định đang đi câu cá bắt cá hồi, nhưng mà đang đi thì xe nó hỏng. Xe máy nó hỏng, phải mang đồ xuống. Mang đồ xuống sửa, sửa con xe này. Bây giờ sửa nó. Ở Nhật ấy, sửa xe rất chi là khó. Sửa xe rất chi là mất nhiều tiền. Tôi đã mua cụ để sửa xe. Con này như nó bị tuột bánh răng. Sửa nó xem ha. Bệnh này cũng không khó, nhưng mà phải thay bánh răng. Đi Nhật thì thay bánh răng thì phải thay bằng con xe mới. Đây là cố sửa đi tạm vậy. Nhật thì đang bán sửa xe này rất chi rất tiền, con kéo. Con xe của tôi là nó bị bệnh như này. Đấy, đè nó không lên, nó trượt bánh răng. Thank you.
35 mỗi năm một man đâu. Sợ kênh thì nó người ta mua rồi không cần thiết. Ở bên Nhật này, nó cũng bảo hiểm, nó cũng như Việt Nam, nó còn bảo hiểm. Bảo hiểm thì mua 251. 251 mua nó gọi là một man. Mấy tiền bảo hiểm người nữa thì nói chung là cũng không cần phải mua. Mua được không cần mua được, nhưng mà tốt nhất là có nên mua. Cả chặt ghê. Đấy, bộ phận đây nhỉ. Tháo ra. Đấy. Giờ tháo quả ra. Giang của nó bị tụt cái như này, nó bị lỏng cái như này, mọi người, đấy, thế đâm ra nó không chạy được, nếu có thật là bây giờ phải tạch. Nó bị tụt bánh đĩa rồi. Đấy. Thì giờ bắt nó lại. Đó, cái bộ này rất là nhạt. Bắt chặt nhưng mà pin nhiều nó vẫn bị văng ra. Bắt chặt. Không chuyên nhưng mà nghe nghe tiếng nó cũng biết ngay là có là vậy gì. Giờ bắt được chặt rồi. Không chặt không được. Thank you.
Chị cơ ta. Chị nhôi. Đấy. Giờ là chắc rồi đấy. Kinh khủng. Bệnh này ra kia là phết cho tao 5 cm là 1 triệu rồi. Nhật đó lắm. Đen đó, hôm nay đi câu cá. Đen đó. Chị cơ đây ta. Đấy. Chắc mình. Ok. Nói chung ở Nhật lâu các bạn lên sắm một cái bộ đồ chuyên sửa xe máy đỡ tốn kém, nó không đáng bao nhiêu đâu, cái này tầm khoảng 3-4 cm thôi. Mình mua 3,5 cm. Đáng định đi chợ câu cá thì máy móc hỏng, một bệnh rất nguy hiểm, đi đâu đường xa mà xem hỏng không có đồ thì cũng ngu rồi. Ở Nhật mà tìm được quán sửa xe máy thì nói chung là không có gì cả. Quán sửa khó hơn cả quán sửa ô tô ở Việt Nam. Đây là mình không chuyên, không là thử đè phát ra nó có lỗ không. Bệnh rất đơn giản, không biết sửa, tốn tiền. Chích thử phát.
là đã ok. Tay chỉ là bẩn. Cảm ơn mọi người đã xem đoạn video này nhé. Bây giờ mình lên cất đồ đạc, xong rồi chuẩn bị đi câu cá. Mọi người xem tiếp video câu cá của mình. Cuối tuần là nhật chỉ có một là đi chơi pachinko, hai là đi câu cá cho nó đỡ buồn. Chúc anh em một ngày vui vẻ. Hẹn gặp lại. Hôm nay đen thôi, đỏ tính sau.